bài 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 sáu sung mạch á, mày nhớ cái bài tám thức của Cải Lương Kinh giống tám của Bác Đồng Cẩm á: một Dương Duy, hai Âm Duy, ba Âm Kiều, bốn Dương Kiều, năm Đới Mạch, sáu Sung Mạch, bảy Đốc Nhâm Mạch, tám Độc Mạch. Thì Kỳ Kinh nó giống vậy, thành nó có tám bài. Số 7, số 5 là Đới Mạch. Số 5 Đới thế nó uống nó xoay xoay. Số 5 nó bẻ cái lưng không? Nó bẻ cái đầu bùm bùm bùm, nó uống ngay cái Đới Mạch là cái thắt lưng á, nó bẻ thắt lưng khủng khiếp luôn á. Số 1 là Dương Duy. Âm Duy. Âm Kiều, xong cái Dương Kiều, xong thứ 5 là Đới Mạch. Dương Kiều là cái ngửa ra sau. Ừ. Nếu mà cái bài số 3 mà tập chậm. Số 3 là Âm Kiều. Âm Kiều. Số 3 là Âm Kiều, nó xuống thấp. Nó nặng cái thắt lưng đó, thấy không? Đó là Âm Kiều. Tức là Âm Kiều, cái Dương Kiều là đứng thẳng mà Âm Kiều là đứng thấp. Ưỡn trước ưỡn sau á, ưỡn thấp xuống là nó lòi cái Âm Kiều ra. Âm Kiều, Âm Duy là đứng thẳng, còn Âm Kiều là đứng thấp. Âm Kiều là cái thật chân bắt đầu nó thấp xuống vậy. Dạ. Đứng giống như tấn vậy đó. Dạ. Âm Kiều rồi đó. Còn Dương Kiều đứng thẳng. Mà cái lúc đứng là vẫn đứng bằng chị. Đứng vậy đó, mà nó hơi hơi nhón cái chân à. Hơi nhón chân. Tức là mình thấy ở dưới lưng nó nặng xuống. Tức là khi mình đứng đó thấy cái thắt lưng bắt đầu nó có hiện ra, còn đứng thẳng thấy. Đứng xuống thấp cái thấy liền. Đó là không? Cái lưng với cái háng nó căng lên liền. Nó trụ khúc dưới liền. Nó phân rõ trên dưới ra, còn đứng thẳng không thầy. Đó, thức thứ tư, thức thứ năm là cúi đầu cúi lên cúi xuống bẻ gãy cái thắt lưng ra. Dạ, phân là cái thứ tư là thứ tư là Dương Kiều á. Dương Kiều tức là đó, đây thấy nó ngửa ra ngửa vô á, ngửa trước ngửa sau. Cái Âm Kiều Dương Kiều là cúi lên cúi xuống. Còn Dương Kiều có trụ chân không à, trụ chân này trụ chân kia. Giống như đứng thức một của Bác Đồng Cẩm, đứng trụ. Nhưng mà lúc đứng vậy đó, coi cái thức nó tập đó, là hai chân nó trụ đó. Trụ nhưng mà đâu bây giờ bằng nhau. Tập một hồi nó chạy qua chạy lại. Giống như cái này mình để cái tay xéo nó trụ bên phải nè, thấy không? Lúc mình kéo tay bên trái, cái tay xè đó trụ bên trái. Rồi hai cái tay lúc mà đẩy mà nó trụ khác nhau. Thức thứ hai là nó lòi cái Âm Kiều Dương Kiều, thấy không? Đứng một đẩy bên này đẩy bên kia. Đó thấy rõ là nó lò cái Âm Duy Dương Duy ra liền. Thức hai lò Âm Duy Dương Duy ra. Thức một là nó trụ, lúc mà nó đứng một chân nó để cái tay thật đè và nó là Dương Kiều nó hiện ra liền. Rồi Âm Kiều là cái thức thứ hai, thấy không, nó đứng có một chân nó quặn cái người á, xè một chân quặn người là Âm Kiều rồi. Âm Duy đó. Xong thức thứ ba là ngồi trụ xuống Âm Kiều. Âm Kiều là nó mở cái hậu môn á, cái mình đứng dậy mình ngồi xuống ha, cái này nó bẹt ra cái hậu môn nó hở ra, tức là cái thức thứ tư á. Thứ tư là có đó của Bác Đồng Cẩm à, của kia đó thứ tư của Tỷ Tỷ á, thấy không, nó mở cái hội âm á, ngồi xuống nó bẹt hai cái chân, nó đè cái tay xuống là cái một hồi âm nó mở ra mở vô. Rồi thức thứ tư của Tẩy Tự Chinh. Rồi nó thục nè, thục nha, là dốc tích nè, thục nó thục xong nó ưỡn á, tức là cái đó là Dương Âm Kiều với Dương Kiều á. Nó mình để ý mình, tức là tám cái Tẩy Tủy là tám kỳ kinh tập theo Dịch Cương Kinh. Nói về cái bí mật của nó, tức là giãn gân khi tập tám kỳ kinh. Nó mấy cái kỳ kinh tức là nó vô tủy sống không, nó vô cái thấp, vô cái tủy sống. Nó tủy sống nó điều hành tất cả tạng phủ, nó là trưởng phòng của tạng phủ. Còn Dịch Cương Kinh là trực tiếp tạng phủ chứ không phải trưởng phòng. Còn cái thằng này là trưởng phòng, khi nó có nó giỏi nó chỉ huy ngược lại. Do đó một cái Tẩy Tủy Kinh muốn tập giỏi là phải tập Dịch Cương Kinh cái đã, thì cái tủy nó mới ra cái tủy mới. Từ tủy mới nó mới tập Tỷ Thi Kinh được, còn tập thẳng vô không có tác dụng. Tại cái tủy mới chưa có, chưa rửa tủy không tập được. Mà muốn rửa tủy thì phải có tủy mới, do Dịch Cương Kinh tập nhiều á, nó đẩy cái tế bào mới vô. Ví dụ cái tế bào hồi trước là tế bào thận, bây giờ ra tế bào mới, nó khôn thông minh hơn, nó có tập luyện, nó nhào vô, nó chế ra cái tủy.
Bây giờ không rửa tỉ bắt đầu người nó sung lên, nó đòi giục nhiều lắm, vô tỉ tỉ xả liền. Thì nó tích khí lại cho người mình. Rồi khi tích khí vô rồi bắt đầu cái tinh thần nó cao là phải có thần thái cực quyền, có thể quyền xả là chết, nó bị xét não liền. Ngồi nó căng thẳng thần kinh ngoài, cái đang múa nhẹ đầu lại, lúc nó xả cái hơi độc trong não ra. Thì giai đoạn cuối thi công động công là nó đi từ từ thấp lên cao là vậy. Mà tất cả bài thi công nó đều có ba cấp: tập tinh thuộc lầu trước, thuộc lầu trước bây giờ tập cảm nhận máu huyết nó đi từng động tác, động tác coi cái máu huyết đi làm sao, để khi nó đau ở cái khu máu huyết đó mình khi bệnh mình biết dẫn máu huyết tới đó mình chữa vậy đó. Mình phải cảm nhận cho được, còn nếu mà không cảm nhận được sao bệnh mình không có chữa được. Thì giai đoạn 2 rất quan trọng, cảm nhận được cái khí, tức là cảm nhận được khí là cái gì, có huyết tim nó đập mạnh thì máu đem tới đâu, rồi cái hơi thở đều, còn cái thân nó bị căng khúc nào. Cái thân căng tức là khí nó tới chỗ căng á, còn tim đập đều, máu đập đều là nó máu nó bình thường, nó đem khí huyết tới nó nuôi chỗ mình tập, thì nó tới đó trong người sẽ có cảm nhận. Rồi mình có cân nhận, mình di sổ tay của mình nữa, mình bệnh khu đó mình đưa máu huyết vô chỗ đó, vậy thôi. Thành ra người tập lâu năm mới chữa được bệnh, còn mới là phải ông thầy bắt ép vô. Thành ra mình tập trước nữa, bệnh gì cái mình chuyển cái đó hết. Là ví dụ sáng nay tiện nó mỏi cái lưng, có nhiều cái hàng trăm động tác để khí nó qua lưng, tất cả các bài nào cũng có đưa qua lưng hết. Bài nội khí cũng qua tạng phủ, bài năm bước chân cũng qua tạng phủ, bài cử chuyển xoắn cũng qua tạng phủ, rồi tới bài trạm trăng công, rồi bài còn trạm trăng công nữa, thấy không? Trạm trăng công, rồi bài bắt đoạn cẩm, bài chuyển cân kinh, thái cực quyền, ngũ cầm hiếu, cái lục âm khí công, mấy cái bài nó đều đưa vô các tạng hết.